Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Tuyên bố không ủng hộ ứng viên nào, bảo Mỹ mất hơn 200.000 người theo dõi. Tỷ phú Elon Musk bị kiện vì phát 1 triệu đô la Mỹ một ngày cho cử tri Mỹ. Đa số cử tri không tin cựu Tổng thống Trump sẽ chấp nhận thất bại. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo CNN, ông Trump đã có cuộc trò chuyện với tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, chủ sở hữu tờ báo The Washington Post. Ngay sau đó, tờ Washington Post ngày 25 tháng 10, lần đầu tiên sau 36 năm, tuyên bố họ sẽ giữ trung lập, không ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào vào năm 2024 và trong tương lai. Theo AFP, trong gần 4 thập niên qua, ban biên tập của tờ The Washington Post đã ủng hộ nhiều ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ và hầu hết đều thuộc đảng Dân Chủ. Nhật báo Mỹ Washington Post đã mất hơn 200.000 người theo dõi trực tuyến kể từ khi thông báo quyết định không ủng hộ ứng viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Hai nguồn tin nội bộ trong báo cho biết con số trên chiếm khoảng 8% trong số 2,5 triệu người đăng ký theo dõi thông tin của báo. Hiện người phát ngôn của tờ Washington Post chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin trên. Trước đó, tỷ phú Jeff Bezos chủ sở hữu của tờ báo đã đưa ra quyết định trên sau khi ban biên tập của tờ báo này đã viết và dự định xuất bản một bài xã luận ủng hộ ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, Phó tổng thống Kamala Harris. Quyết định này đã dẫn đến một số người trong tòa soạn từ chức, trong khi rất nhiều độc giả đăng ký theo dõi tờ Washington Post đã lên mạng xã hội nói rằng sẽ hủy theo dõi tờ báo. Robert Kagan, tổng biên tập của tờ Washington Post, từ chức trong ngày 25 tháng 10 trong khi hai thành viên cấp cao khác của ban biên tập là hai nhà báo Molly Roberts và David Hoffman cũng thông báo sẽ từ chức. Quyết định của Washington Post được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tờ báo Los Angeles Times cũng cho biết họ sẽ không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống nào. Tờ báo thừa nhận điều đó đã khiến họ mất hàng nghìn người đăng ký. Trong một thông báo vào tối ngày 28 tháng 10, tỷ phú Bezos cho hay đây không phải là một chiến lược có chú ý mà là một quyết định đúng đắn trong bối cảnh nhiều người Mỹ không tin vào giới truyền thông. Theo ông Bezos, Nỗi sợ bị doanh nghiệp trả thù không phải là một nguyên nhân khiến ông quyết định như vậy. Một số nhà phê bình cho rằng tỷ phú Bezos ra lệnh không ủng hộ ứng viên tranh cử tổng thống vì sợ bị trả thù nếu cựu tổng thống Donald Trump đắc cử vào những năm bầu cử 2016 và 2020. tờ Washington Post công khai ủng hộ các ứng viên của Đảng Dân chủ. Về phần mình, ông Trump thường xuyên cáo buộc tờ báo thiên vị trong một chuyên mục trên tờ báo, tỷ phú Bezos khẳng định mọi người có thể coi sự giàu có và lợi ích kinh doanh của ông là bức tường thành chống lại sự đe dọa hoặc một mạng lưới các lợi ích xung đột. Ông nhấn mạnh quan điểm của mình có nguyên tắc và không cho phép tờ Washington Post trở nên mất giá trị trong lòng độc giả. Theo kênh CNN và tờ New York Times, bức thư từ bộ phận liêm chính công của Bộ Tư pháp, nơi điều tra các hành vi vi phạm luật liên quan đến bầu cử tiềm ẩn, đã được gửi tới Park. Bộ Tư pháp và Park chưa trả lời yêu cầu bình luận về sự việc. Trước đó, trong phát biểu trước cử tri ở Pennsylvania hôm 19 tháng 10, ông Musk tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho cử tri ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị trực tuyến, ủng hộ quyền tự do ngôn luận và sở hữu vũ khí, được công bố hồi đầu tháng bởi siêu ủy ban hành động chính trị America Park, ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Phần thưởng sẽ có hiệu lực cho đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Vào cuối tuần qua, ông Musk đã trao những tấm xét trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho hai người được sướng tên là người chiến thắng, gồm một người đàn ông ở Harrisburg vào hôm 19 tháng 10 và một người phụ nữ khác ở Pittsburgh vào hôm 20 tháng 10. Một cử tri khác ở Bắc Carolina cũng đã nhận được 1 triệu đô la Mỹ. Giữa các sự kiện vận động tranh cử trực tiếp để ủng hộ ông Trump, Ông Musk còn đăng dòng trạng thái chúc mừng những người chiến thắng và kêu gọi những cử tri đã đăng ký khác ở các tiểu bang dao động ký vào bản kiến nghị của ông và tham gia nhận thưởng. Tuy nhiên, chuyên gia về luật bầu cử cho biết các vụ trao thưởng này có khả năng là bất hợp pháp. Theo đó, hình thức thưởng tiền cho cử tri này có thể vi phạm luật liên bang vốn quy định là cấm trả tiền cho người dân để họ đăng ký bỏ phiếu. Thống đốc Pennsylvania, ông Joe Shapiro đã kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật điều tra vụ việc. Theo tiết lộ của giới chức liên bang, ông Musk cho đến nay đã chi ít nhất là 75 triệu đô la Mỹ cho America Park, khiến nhóm này trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Trong số hàng loạt các nhà tài trợ chính trị lớn, mức độ tham gia của ông Musk vào chiến dịch tranh cử của ông Trump được coi là rất bất thường. Ông không chỉ chi hàng triệu đô la Mỹ để ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, mà còn đích thân vận động tranh cử nhảy trên sân khấu tại một cuộc meeting của ông Trump và xuất hiện trực tiếp trên khắp Pennsylvania với tư cách là người đại diện cho chiến dịch tranh cử nổi bật. Ông Musk còn tận dụng mạng xã hội X, nền tảng được tỷ phú này mua lại với giá 44 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 để giúp đỡ ông Trump tranh cử. Các nhà phân tích cho rằng lý do khiến ông Musk quan tâm đến việc đầu tư vào nỗ lực tranh cử của ông Trump là vì vị tỷ phú này từ lâu đã bất bình với các quy định của chính phủ. Ông Musk có thể coi ông Trump là người ủng hộ bãi bỏ quy định ở những lĩnh vực có lợi cho người ủng hộ tỷ phú. Những người quan sát các động thái của nhà sáng lập SpaceX và Tesla nhấn mạnh, ông Musk đã hoàn toàn từ bỏ sự thận trọng như một phương thức tham gia chính trị, một lựa chọn đặc biệt bất thường đối với một người siêu giàu. Trước đây, ông Musk đã phải đối mặt với hậu quả pháp lý và tài chính vì đã làm những điều mà ông cho là sáng suốt. Năm 2018, ông Musk và Tesla đã đồng ý trả 40 triệu đô la Mỹ tiền phạt vì dòng tuyết, nói rằng ông sẽ đưa Tesla lên sàn với giá là 420 đô la Mỹ một cổ phiếu. Sau đó thì ông Musk nói rằng ông không hối hận về dòng trạng thái đó và đó là khoản tiền phạt xứng đáng. Kết quả thăm dò do CNN, SSRS thực hiện công bố ngày 28 tháng 10, cho biết hầu hết cử tri Mỹ không tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chịu thua cuộc nếu kết quả bầu cử năm 2024 không theo ý ông. Đa số cử tri cũng không tin tưởng tòa án tối cao sẽ có phán quyết đúng đắn nếu có tranh chấp pháp lý về kết quả bầu cử. Trong bối cảnh chỉ còn một tuần là đến tổng tuyển cử, chỉ 30% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tham gia khảo sát cho rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và chịu nhường bước nếu thua cuộc, trong khi 73% cho rằng phó tổng thống Kamala Harris sẽ chấp nhận nếu thất bại. Nếu tính theo thành phần cử tri ủng hộ mỗi ứng cử viên, gần như tất cả 97% người ủng hộ Harris cho rằng bà sẽ chấp nhận kết quả nếu thua cuộc, trong khi 57% phe Trump tin rằng ông sẽ chấp nhận kết quả nếu không như ý. Đa số cử tri đã đăng ký 56% cho rằng họ chỉ có một chút tin tưởng hoặc không hề tin vào tòa án tối cao có thể đưa ra phán quyết đúng đắn trong trường hợp tranh chấp kết quả bầu cử năm 2024. Phe ủng hộ Trump đặt niềm tin nhiều hơn, 61% vào tòa án tối cao, còn phe Harris chỉ 31% tin tưởng cử tri trẻ cũng không tin vào hệ thống tư pháp trong phán quyết về kết quả bầu cử khi chỉ 8% cử tri dưới 35 tuổi bày tỏ tin tưởng vào tòa án cho kỳ bầu cử năm nay so với 21% ở nhóm cử tri trên 65 tuổi. Cử tri da đen cũng chỉ có 9% tin rằng toàn tuổi cao sẽ có phán quyết đúng đắn, cùng với 4% cử tri đảng Dân Chủ và 5% cử tri tự do. Cuộc thăm dò được CNN thực hiện qua mạng và SSRS tiến hành qua điện thoại từ ngày 20 đến 23 tháng 10, với 1.704 cử tri đã đăng ký đi bầu trên toàn quốc, với sai số là 3,2 điểm phần trăm. Những nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu đang lo ngại khả năng ông Trump quay lại Nhà Trắng sẽ làm đảo lộn hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách tăng thuế quan mạnh mẽ, phát hành thêm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ nợ và đảo ngược nỗ lực chống biến đổi khí hậu khi ủng hộ sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn. Trong một tuyên bố, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết mọi người đang dường như lo lắng khi không hoàn toàn chắc chắn về việc ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo và những chính sách nào sẽ được thực hiện dưới thời tổng thống mới. Trong khi đó, một chủ ngân hàng trung ương khác xấu tên đã mô tả lo ngại một cách thẳng thắn hơn. Người ta bắt đầu cảm thấy ông Trump sẽ giành chiến thắng. Trong chiến dịch tranh cử, cựu tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và 60% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, có khả năng gây ra các phản ứng trả đũa và làm tăng chi phí. Bộ trưởng Tài chính Đức, ông Christian Leiner đã chỉ ra nếu cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu EU xảy ra, các bên sẽ đều là người thua cuộc. Để thu hút các cử chỉ Mỹ, ông Trump cũng đưa ra nhiều đề xuất ưu đãi giảm thuế, nhưng các nhà phân tích ngân sách cho biết điều này sẽ làm tăng nợ Mỹ thêm ít nhất 7.500 đô la Mỹ trong 10 năm. Ngoài mức tăng trưởng nợ 22.000 tỷ đô la Mỹ mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính trước đó cho đến năm 2034. Ngược lại, nếu nữ phó tổng thống Kamala Harris chiến thắng, thì các kế hoạch của bà cũng có khả năng làm tăng nợ, nhưng ít hơn nhiều so với chính sách của ông Trump. Trong khi đó, thị trường tài chính đang chứng kiến sự trở lại của giao dịch Trump trong các tài sản từ cổ phiếu, Bitcoin đến đồng peso của Mexico. Đây là những giao dịch đặt cược thu lợi trong trường hợp ông Trump tái đắc cử trong bối cảnh số liệu tham dò của ông đã được cải thiện. Đồng đô la Mỹ đã đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hơn 2 năm rưỡi. Nhà phân tích Steve Englander của Standard Chartered cho rằng, 60% động thái tăng giá của đồng đô la Mỹ là do triển vọng cải thiện của ông Trump trên thị trường cá cược. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil, ông Roberto Campos Neto cho biết, các khoản cược thị trường ủng hộ ông Trump đã có tác động lạm phát đến lãi suất tương lai dài hạn trong nền kinh tế nhạy cảm với đồng đô la Mỹ. Đồng thời nói thêm cả kế hoạch tài khóa của hai ứng viên là ông Trump và bà Harris đều có yếu tố lạm phát. Những lo ngại về việc ông Trump thay đổi hoàn toàn về thương mại và chi tiêu xuất hiện khi quỹ tiền tệ quốc tế IMF tuyên bố rằng cuộc chiến toàn cầu chống lạm phát phần lớn đã giành chiến thắng mà không có tình trạng mất việc làm lớn. Tổng giám đốc IMF Kristalina George Eva kêu gọi các nhà hoạch định chính sách bắt đầu thu hẹp số nợ khổng lồ do Covid gây ra, hoặc nếu không phải đối mặt với tương lai tăng trưởng thấp, khiến người dân ngày càng bất mãn. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép cắt giảm lãi suất nửa điểm phần trăm thường báo hiệu một tín hiệu lạc quan cho tăng trưởng của thị trường mới nổi, khi các điều kiện tài chính và áp lực lạm phát tiền tệ giảm bớt. Nhưng thực trạng thâm hồn lớn hơn của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã khiến một số người lo ngại. Thâm hồn lớn hơn có nghĩa là nợ tăng, lãi suất dài hạn cao hơn và đồng đô la Mỹ mạnh. Đây không phải tín hiệu tốt cho các thị trường mới nổi. Ngoài ra, mối lo ngại về một cuộc cạnh tranh thương mại toàn cầu làm đình trệ và giá bớt áp lực lạm phát đang lan rộng. Trong trường hợp các quốc gia khác cũng áp thuế theo, thì do đó giá cả tăng cao, quá trình giảm phát có thể trở thành thách thức đối với các ngân hàng trung ương trên thế giới. Theo chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ, trong những năm qua, quan hệ chiến lược Mỹ-Ấn ngày càng tiến triển tốt đẹp. Với niềm tin chiến lược nâng cao trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, Ấn Độ là nước có tầm quan trọng về mặt địa chiến lược, không chỉ là trụ cột vững chắc trong cục diện khu vực mà còn là cường quốc quân sự. Do đó, việc cải thiện quan hệ với New Delhi là định hướng then chốt mà chính quyền Mỹ sắp tới cần lưu tâm, cũng như phát huy những thành tựu đã đạt được về hợp tác quân sự trong 4 năm gần đây. Quan hệ an ninh với Ấn Độ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng Mỹ trong gần 3 thập kỷ qua. Có 4 điểm đáng lưu ý về quan hệ quốc phòng song phương. Thứ nhất, về khả năng tương tác quân sự, sau đối thoại hai cộng 2, +2 Mỹ-Ấn tháng 4 năm 2022, New Delhi tuyên bố gia nhập lực lượng hàng hải hỗn hợp CMF có trụ sở tại Bahrain và tiến hành tham gia sứ mệnh hải quân chung với 46 quốc gia, trong đó có Mỹ. Thứ hai, Hải quân Mỹ bắt đầu sử dụng các xưởng đóng tàu Ấn Độ để sửa chữa phương tiện quân sự. Cho đến nay, Washington đã phê duyệt ba sưởng nóng tàu của quốc gia Nam Á để phục vụ công tác tu sửa. Thứ ba, New Delhi cho phép Mỹ tiếp cận các khu vực địa lý chiến lược. Minh chứng là vào tháng 3 năm 2024, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã tổ chức tập trận trên biển với đối tác Ấn Độ tại quần đảo Adaman và Nicobar, ngay cửa eo biển Malacca, vốn là tuyến đường vận chuyển quan trọng nối biển Đông và Ấn Độ Dương. Thứ tư, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đã nâng cấp cơ chế bộ tứ Quad lên hội nghị thượng đỉnh thường niên ở cấp lãnh đạo, phản ánh cam kết hợp tác quốc phòng gia tăng giữa Mỹ và Ấn Độ nói riêng cũng như giữa bốn nước thành viên nói chung. Theo bài nghiên cứu của CSIS, dù đạt nhiều dấu mốc thành tựu, hai nước vẫn tồn tại quan điểm khác biệt trong một số vấn đề khu vực và toàn cầu, làm căng thẳng quan hệ song phương trong 4 năm qua. Việc Mỹ rút binh sĩ khỏi Afghanistan năm 2021 đã tạo ra hỗn loạn trong khu vực lân cận Ấn Độ. Bên cạnh đó, Hai nước có lập trường và cách tiếp cận khác biệt về xung đột khu vực, đặc biệt tại Bangladesh. Trong khi Washington nỗ lực gây sức ép buộc Dhaka tái thiết nền dân chủ thì New Delhi ủng hộ duy trì nguyên trạng đất nước dưới thời cựu thủ tướng Sheikh Hasina. Do đó, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, chính quyền Washington mới cần tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác tốt đẹp và hàn gắn bất đồng với Ấn Độ. Kết quả thăm dò do kênh số 12 của Israel công bố cho biết có tới 66% số người Israel tham gia khảo sát mong muốn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 tới đây. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ, chỉ là 17%, tức chỉ bằng hơn 1 phần tư số người mong muốn cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. 17% cũng là tỷ lệ người dân Israel không đưa ra quan điểm dành sự ủng hộ cho ứng cử viên nào. Theo truyền thông Israel, sở dĩ nhiều người dân nước này không muốn đảng Dân Chủ Mỹ thắng cử là vì chính quyền Tổng thống Joe Biden đã không còn dành cho Israel sự ủng hộ hoàn toàn như giai đoạn đầu của cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas vào tháng 10 năm 2023. Truyền thông Israel cho rằng, qua thời gian, chính quyền Mỹ ngày càng tìm cách kiềm chế Israel hơn. Trong khi đó, đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người Israel có nhiều thiện cảm hơn vì ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ trước đó đã có hàng loạt động thái ủng hộ Israel như chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, công nhận việc Israel sáp nhập cao nguyên Golan, chiếm đóng của Syria và có quan điểm cứng rắn với Iran. Theo giới phân tích khu vực, trái với sự biểu hiện quan điểm khá rõ ràng của công chúng Israel với hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, giới chức Israel hầu như chưa có bất kỳ biểu hiện rõ ràng nào cho thấy Tel Vip mong muốn ứng cử viên nào sẽ chiến thắng và trở thành tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Anadolu của thổ nhĩ kỳ. Khi tình hình Trung Đông đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, câu hỏi về việc ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ trở thành một chủ đề nóng bỏng không chỉ ở Mỹ mà còn ở các quốc gia vùng Vịnh và Iran. Việc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hay phó tổng thống đương nhiệm Kamala Harris thắng cử có thể ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng hiện tại giữa Israel và một số nước hồi giáo. Các nhà phân tích cho rằng cả Iran và các nước vùng Vịnh đều có những kỳ vọng khác nhau về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tehran với lịch sử đối đầu kéo dài với Washington có thể không mong đợi những thay đổi tích cực ngay lập tức. Nhà phân tích người Iran Saeed Jafari cho rằng các quan chức nước này đã từng nhìn nhận ông Trump như một người cởi mở hơn với các thỏa thuận trong quá khứ. Tuy nhiên, sau 4 năm cầm quyền của ông Trump, nhiều khả năng họ sẽ hoan nghênh chiến thắng của bà Kamala Harris hơn.